Dự án nhà ở xã hội Thủ Thiêm Green House tại Thủ Đức có tổng diện tích 20.875,0 m². Dự án có diện tích xây dựng là 12.525 m². Tổng diện tích sàn xây dựng bao gồm cả tầng hầm 93.931,9 m² với tổng số 1.040 căn hộ. Khu nhà ở xã hội Thủ Thiêm Green House có vị trí nằm tại chân cầu Phú Mỹ, mặt tiền đường Nguyễn Chí Công, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Từ dự án thuận tiện di chuyển qua các quận lân cận, khu công nghệ cao và cách cao tốc Long Thành Dầu Dây 15 phút di chuyển. Thủ Thiêm Green House được đầu tư xây dựng đầy đủ các tiện ích nội khu như quảng trường đương đại, đồi vọng nguyệt, hồ bơi, sân chơi trẻ em, vườn thú cưng, khu BBQ, khu gym ngoài trời, sân bóng rổ, sân cầu lông, quảng trường nước, đảo cây xanh, vườn bốn mùa, bãi đậu xe ngoài trời. Dự án nhà ở xã hội đường Nguyễn Chí Công do Thủ Thiêm Group phát triển có mật độ xây dựng 60%, còn lại dự án được bố trí cây xanh, đường và các tiện ích ngoài trời. Dự án Green House Thủ Thiêm được thiết kế xây dựng loại hình căn hộ chung cư với 3 phân khu cao tầng. Các căn tòa căn hộ có chiều cao từ 5-9 tầng, cung cấp ra thị trường 1.040 căn hộ với đa dạng diện tích. Chủ đầu tư dự án Thủ Thiêm Green House Thủ Đức là công ty cổ phần Thủ Thiêm Group, với sự tài trợ vốn của công ty đầu tư tài chính nhà nước SFIC và đơn vị thi công là công ty cổ phần xây dựng Phước Thành. Công ty cổ phần Thủ Thiêm Group được thành lập ngày 18 tháng 4 năm 2003, đặt trụ sở tại số 40/1 Trần Não, phường An Khánh, TP Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tên pháp lý là nhà cho công nhân thuê để ở, có vị trí nằm tại cụm công nghiệp quận 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 10 năm 2021, chủ đầu tư và các đơn vị hợp tác đã tổ chức lễ khởi công dự án Thủ Thiêm Green House. Giá bán căn hộ Thủ Thiêm Green House được tham khảo dự kiến sẽ ở mức từ 20 đến 25 triệu trên 1 m².